시든 지 시든 이거죠. 시면은 시면은 뭐 마차 làm việc không có tiếng nói luôn á. Mô rồi. Người ta tưởng mô đi đâu rồi. Nhà là người trong cùng à? Trong... Chưa nãy nghe ai nói đi xuống gội đầu gì đó. Mỏi không? Không. Ừ. Một xíu mà mình quay được là siêu rồi đấy. Không, không có mót mà mụn à, kiểu thả rán tiếc thôi. Bây giờ biết nhìn đi thôi còn nhiều này hết cái hiệu này tiếc thật chứ. Đi ăn con nhiều con ngon á. Chị sẽ cố gắng ngon nhất có thể. Rồi. Thay chì à? Cái thay chì đúng không? Sửng nó quay hả hàng? Hắn bù đắp. Hắn bù đắp cho bên đi xíu không? Nhìn thế nhờ. Ừ. Cái mặt cho ai có mặt mình cho làm mũi. Nếu mà mẫu mình phải tự kiếm bạn bè người quen. Còn còn khách bên đây là không có được mẫu. Thì đưa lâu lâu tao xin cả anh cô. Mụn ấy nhiều nhưng ngắn nhỏ. Mụn đồ đã như mà tâm thì nhỏ chứ. Ờ, quay nó không có đã. Chị
Và tư bệnh gì tới giờ đi. Rồi mô. Thì đợi chị Loan hả? Mấy phút hả? 5. Trời ơi. Tôi chết. Nhỏ qua đi. Nhỏ qua đi Hậu ơi. Chị ngồi chị mót mà chị liệt rồi. Mình như đông người. Hậu ngáp rồi. Sáng đưa số lộn xộn mà ta. Không phải. Số mấy hay tám mấy gì đó. Hồi sáng là bắt đầu từ số tám mấy á. Bảy mấy á. Tại vì mình làm số từ 1 đến 100 nên là hắn sẽ nuôi đuôi á. Chứ không phải như bữa trước á. Ừ. Thối sao cài. Nha, đi 4 ngày có cần em qua em ngủ không? Có cần em qua đây ngủ không? Mà có ơn em đi qua đây ngủ không? Ở chồng bỏ con qua bên nhà. Qua. Tóc chị có bay vào camera không hả? Muộn đi vừa trước hậu lấy phê luôn đó hề. Đã hề. Có nhà vừa rồi. Nhà vừa rồi là chị chào em nhập viện đó. Nếu mà 2 tuần thì lại có cả chị cả luyện luôn. Có chị không á, như có chị luôn. Đúng rồi có chị. Ừ. Nhưng mà đông quá không quay vậy. Làm ở bên đây nè. Bên như như trong qua đông rồi. Ừ. Em nhớ là có luyện khá được tiếp cái con quay mà. Video đông đông á. Ừ. Đúng á, đợt 2 tuần trước rồi. 2 tuần rồi, câu đi 2 tuần. Được mấy phút rồi em? 7. Cố gắng 10 thế chứ. Không có. Đi không có một tao để quay. Chị móc mà chị mới xỉu rồi. Đồ đông nhé. Suốt ngày cứ tìm nhà. Có nhà đâu? Có nhà mới nước. Có nhà không? Nhà mới qua. Mới qua. Chị đi trao hẹn. Tôi đi tôi đi 4 ngày người đang hiếp chị tôi về. Đấy, nhà. Nhà người ta sống chung. Thì không được. Sống ra cho vừa lòng tụi bay. Đi nhất chị được. Thôi được chưa không? Nhậu quá hậu ạ. Chị chịu.